Không ai có quyền lựa chọn số phận và nơi mình sinh ra, và đối với nhiều em nhỏ mồ côi thì ông bà là niềm hy vọng để các em an tâm nương tựa. Đó cũng là hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Đức Anh ở xã Khánh Công, huyện Yên Khánh. Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ đi xa. Một lần nữa, ông bà nội Đức Anh thay các con nuôi dạy cháu nội khôn lớn với mong muốn bù đắp những thiệt thòi để em luôn cảm nhận được tình yêu thương của gia đình. Bố mất khi chưa tròn một tuổi, Đức Anh lớn dần lên trong tình yêu thương vô bờ của ông bà nội. Một thời gian sau, mẹ cũng có gia đình mới ở miền Nam, để lại em và đứa em gái ở nhà với ông bà. Từ khi còn quá nhỏ, hai anh em Đức Anh đã phải rời xa hơi ấm và vòng tay của cả cha và mẹ. Tuổi thơ của em trôi đi trong cái khó, cái nghèo, nên đôi khi Đức Anh cũng cảm thấy tủi thân và tự ti so với bạn bè cùng trang lứa. Bố cháu mất, ông bà là người chăm cháu từ nhỏ. Nhưng lúc đi học, các bạn được bố mẹ đưa đi, mình cũng rất buồn. Cũng về cũng muốn giấu, vì nói ông bà lại càng buồn hơn. Những lúc ông bà ốm đau, vẫn phải đi làm lo cho cháu ăn học. Mặc dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông Nguyễn Văn Mừng và bà Đào Thị Tị vẫn phải gồng gánh thay các con, nuôi dạy cháu nên người. Ở tuổi này, lẽ ra ông bà đã được nghỉ ngơi, sống vui cùng con cháu. Nhưng do hoàn cảnh éo le, cuộc sống khó khăn và vì tương lai của đứa cháu nội mồ côi khiến ông bà vẫn còn nhiều gánh nặng phải lo toan. Điều mà ông bà trăn trở nhất là không biết có thể lo cho cháu được đến khi nào. Giờ đây ông bà không mong muốn gì nhiều, chỉ mong có sức khỏe để bảo ban động viên cháu ăn học. Cháu Đức Anh thì buồn vì cái là bố mất, mẹ lấy chồng, nhiều lúc cũng tủi thân và chỉ khóc một mình. Đức Anh thì rất cần cù chịu khó, hiếu thảo. Vợ chồng tôi là thương cháu nhất, là sau này các cháu lớn lên không có người dạy bảo, để làm sao tạo điều kiện các cháu ngoan, cố gắng học hành để nuôi dưỡng ông bà. Hoàn cảnh khó khăn của ông bà khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Vừa qua, từ chương trình hỗ trợ bò giống của nhà nước, gia đình được nhận một con bò. Ông bà không giấu được niềm vui với hy vọng một thời gian nữa bò mẹ sẽ sinh sản để gia đình có thêm một nguồn thu nhập để có điều kiện trang trải tiền học cho Đức Anh. Ông bà ông mừng là năm nay đã 76 rồi, phải nuôi hai đứa cháu nội. Nhưng hoàn cảnh thì rất khó khăn. Bây giờ vẫn đang đi làm động, rồi cũng nhờ cái sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, thì các mạnh thường quân thường là giúp đỡ cho gia đình thì vượt qua khó khăn. Nhưng mà ông bà vẫn đang nuôi cháu, cố gắng. Năm nay cháu cũng đang học lớp 7 rồi, cháu bé thì nay cũng đang học lớp 6 rồi, cố gắng nuôi cho các cháu nó ăn học. Thì nói này nó cũng là một cái cũng là rất cố gắng của ông bà ông mừng. 13 năm qua, Đức Anh lớn lên cùng với nỗi nhọc nhằn ngày càng tăng của ông bà nội. Vì thế em luôn tỏ ra chững chạc và hiểu chuyện. Mặc dù chịu nhiều thiệt thòi vì thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ, nhưng em luôn cảm thấy mình còn nhiều may mắn vì được sống trong tình yêu thương, sự chở che, chăm sóc của ông bà. Dưới mái nhà đơn sơ này, với em, ông bà chính là người cha, người mẹ thứ hai, là điểm tựa tinh thần vô giá, giúp em có thêm niềm tin và động lực để cố gắng vượt qua số phận.